này mình mua 6 ly trà sữa trân châu đường đen các bạn, để thực hiện hành trình hôm nay mình sẽ cho bánh xèo nhí. Bây giờ chị đang mua bừa tẩm các bạn. Đây, để mình dừng lại mình tách trà sữa, nặng quá nặng quá. Trời còn mưa các bạn ơi, hy vọng cái máy quay không có bị sao. Hello chú Đông Mía. Hello Simba. Trời ơi, gái đang chơi chấp chấp kìa. Hello. Hello chú chị. Sao chơi mình mạnh vậy? Dạ. Khách đông như vậy? Dạ đông lắm, mới về hết luôn á. Vậy luôn hả? Trời ơi, đã vậy? Thiệt hả? Kêu kìa, chú Trâm Anh ra chơi. Trà sữa nè. Sao xỉu? Đây. Đó là chú Việt mua lên 6 ly trà sữa này, thực hiện cái trò chơi là trò chơi may mắn. Thử vận đen các bạn. Thử vận xui á, rủi ro ra. Trong đây là gồm có 6 ly trà sữa nha. Sẽ có 5 ly bình thường và 1 ly đặc biệt. Một ly đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Và người nào gọi là xui xẻo nhất là người đó sẽ người à dạ, đại chú gì xíu sẽ được thưởng 3 con trà rán, hiểu không? Thì mỗi người được chọn tự do, ai muốn chọn ly nào thì chọn. Trời ơi, nay coi kem thắng tóc đẹp trai quá ha, chồng do luôn, nay tiệc nữa nè. Trời ơi, ở đây còn có 6 người nè, cô Ba nè, chú Việt nè, chú Việt cũng tham gia luôn, chị Hai nữa, Trâm Anh, Kiệt, kem con chơi không? Chơi vậy con đợi chút xíu nha. Đó. Sao chịu không? Chịu. Là cái ly thứ 6 là gì? Rủi ro đó là gì? Cái vận xui đó là gì biết không? Dạ. Hôm trước chị Hai nói chú Việt là thứ ba đưa nửa cái lạp xưởng với cái trứng muối đó. Xong rồi kêu chú Việt là xây sinh tố. Thì chú Việt cũng lấy cũng có lấy một góc lạp xưởng với trứng muối xây sinh tố, xong chú Việt bỏ nước vô ly trà sữa này nè. Thì bây giờ chúng ta 6 người có ai bị xui nha. Okay. Nếu mà xui là sẽ được giải thưởng. À, thử dầm xui mà giải thưởng là 3 con gà gán luôn. Chơi không? Oh my god, chơi. Chơi phải không? Rồi bây giờ cho Ken chọn trước một ly. Rồi để riêng nghe, khoan hết uống nghe, từ từ nghe. Rồi chị chọn ly nào? Ê, khoan hết uống nghe Ken, chút xíu mình mới uống nha. Để xong rồi cho mấy anh chị chọn xong đi rồi mình 1, 2, 3 mình uống. Ly nào cũng giống nhau chưa á. À, coi ai test độ xui nha, kiểm tra độ xui coi có ai xui nha. Xui mà có phần thưởng nha các bạn. Ly này. Ly đó phải không? Rồi, con đem ra cho chị Hai với cô Ba đi chọn cái nào. Khoan thử để giữ ống hút lại. Khoan nghe nghe kem. Hôm nay trời mưa các bạn, cái gì mới mất mưa mà áo mưa lên luôn rồi. Ai mà bị xui là sẽ được thưởng 3 con gà. Gà gán nguyên con luôn nha. Ờ, à, xui này xui đặc biệt chứ thường thường là trò chơi may mắn mà test độ xui. Đúng rồi. Chú Việt cũng có tham gia nữa. Coi chú Việt có bị xui không? Chú bị xui với Việt á. Bây giờ cho mọi người chọn trước mà chú Việt chọn sao? Sao mà là người cuối cùng cho mọi người chọn cho mọi người. Sao bạn là người cuối cùng đúng không? Đúng rồi, okay. Rồi. Chị Hai chọn cái nào? Trâm Anh con chọn cái nào? Con chọn rồi mà. Con chọn rồi phải không? Giờ chú Việt còn cái chú Việt chọn đại nha, cái này. Lấy ra lấy ra, con lấy ra chú Việt, chú Việt đi nghe kem. Có kìa. Ở bên trong á là thấy yêu cầu hôm trước của cái lạp xưởng với trứng muối của cô Ba đó. À, hôm trước chú Việt nghe nhớ con nói vậy nên chú Việt làm đi trang đi luôn, lấy lạp xưởng với trứng muối xay làm tinh tố và lấy nước chế vô trà sữa. Ủa, nó chế trà sữa
Kêu khai kinh đấu uống nhưng mà chú Việt chế vô trà sữa. Rồi con chọn đi. Coi mình có xui không, mình xui thì mình được 3 gà kén, con muốn xui hay muốn hên? Rồi, vậy đó để cô ba nha. Cô ba, bây giờ cô ba chọn sao để cô ba uống sao luôn, ok không? Rồi, để riêng một bên đó đi. Coi ai nha, đầu tiên Ken nè. Ken nè, Ken thử trước đây. Kim vô cho Ken thử trước đây. Cắt vô kìa con. Lấy bánh cho. Khoan để cho Ken uống trước nha. Con có lịch sử cho Ken. Tôm công hả con? Sao, ngon không? Sao vậy? Ngon. Nói gì vậy? Ngon mà có chân trâu nữa. Ngon mà có chân trâu. Ôi uống lại lần nữa là ok kìa. Đó. Với điều kiện là muốn nhận thưởng là phải uống nửa ly nha. Ok không? Ngon không? Ken nó vượt qua thử thách. Tới ai? Đây, tới Úc Điệu. Thì à, có khi nào Úc Điệu dính đường xui mà được 3 con gà không không? Nghi quá, cái ly Úc Điệu nghi quá. Sao? Cái mùi nó thì sao? Sao? Ngon nha, không trúng nha. Yeah, hên. Vượt qua thử thách vô, trời xin lỗi con. Đây, tới Kiệt. Nghi quá, nghi Kiệt chín 3 con gà quá. Xui, tết dầm xui mà được 3 con gà. Sao? Mùi vậy sao? Dạ. Nào thử lại coi. Nghe mùi đánh sữa. Không có. Vậy là ngon hả? Ngon. Dạ vô. Yeah. Rồi. Yeah. Chị hai đâu? Chị hai đâu? Bây giờ Ken nè. Con đi đi. Ken với mèo với Kiệt vượt qua thử thách. Ủa rồi giờ mèo. Còn đối lộn Ken với Kiệt. Còn chú còn con với chú Việt với cô ba đó. Coi ai đã vượt qua. Còn không nữa à, có ai ai được qua không dạ? Đây, không có cô con này. Mày nè, cái hai ly này đúng không? Đâu ly bên kia, ly này có chú Việt. Vậy hai có điềm rồi đó. Kỳ quá, xui mà được 3 con gà nha, dễ thử đặc biệt lắm á. Con cưng. Mặn vô, con cái sổ. Uống nhiều vô. Sao? Không có, hên quá không có. Vậy dạ. Ê bạn. Còn chúng mình. Cháu kỳ như trời. Mình say hello với ơi. Hello bạn. À dạ. Còn hai đứa mình nha các bạn. Giờ tới chú Việt thử trước. Cho cô ba đi sau đi. Đó rồi, lấy cái ly của chú Việt đâu rồi. Ủa thiếu uống mốc hả? Hồi nãy đủ uống mốc mà. Ở trong bọc của ba kìa. Càng quá càng. Chú Việt, nếu mà chú Việt bị xui là chú Việt cũng phải được thưởng 3 con gà nha. Rồi, thúc liền. Thúc liền. Thấy quá gì vậy? Thúc liền cái mũi cô ba ơi. Ai, cô ba với tôi, ai sẽ là người trúng giải vậy? Ngon quá. Yeah. Rồi tới cô ba. Giả bộ với con chơi được không mọi người? Ơi, đi tự nhiên cái đau bụng nghe không có sửa được. Đâu hả? Cảm ơn đưa cho cô ba luôn. Lấy mốt của Ken nha. Lấy mốt của Ken nha. Bây giờ còn ly cuối cùng đó. Trong 6 ly có 1 ly mà giờ nhâm chúng ta là ngon lạnh hết trơn rồi. Thì đã nói thử mới biết, đã nói nãy là lạp xưởng với trứng muối mà. Mà nhưng mà xui xẻo thì sẽ được bù đắp 3 con gà lận. Lại chạy mua liền luôn hả? Ừ. Ừ. Ngon quá. Thôi đó luôn các bạn. Dạ. Chúng lại coi chúng lên sửa luôn nha. Rồi.
À, quậy lên cho cô ba đi con. Lên nữa hả? Ủa kìa. À, anh vô đổ cho cô ba thử nè. Dạ mà anh đi vô giữa em đi nè, không có mượn nó quậy nè. Rồi, à, cắt luôn. Rồi, à, quậy nhiệt tình lắm nha các bạn, quậy hồi là thử cái trà sữa nó tan ra nhiều lắm luôn á. Ê, không được uống. Còn muốn uống nữa mà hả? Không, lạp dưỡng như chín muối đó. Kệ, có muốn thử cái món này không? Ừ. Muốn thử không? Dạ, dạ. Chị hai đổi cho cô ba đi. Tao thử uống vô cái mùi đã lắm. Mùi nó kinh dị lắm. Chắc gì vậy? Vô. Đưa cô ba. Rồi đi đó cô ba, con đi cô con đâu đem qua vô ba, mình vô rồi. Hồi nãy giờ cô ba nói test độ ăn ẩu. Trò chơi may mắn test độ xui, test vận xui nha các bạn. Ba, vô. Ủa muốn gì đâu vậy? Tự nhiên cái đau bụng nghe không? Cái đau bụng cái gì mà đau bụng? Nếu mà bạn uống xong nửa ly là bạn sẽ được 3 con gà. Ừ, uống nửa ly luôn mới được 3 con gà. Ừ. Vô chi gì đó đi làm của ba vậy? Ba ra đi. Cái này của ba. Ủa cái này đủ chưa con? Rồi đem. Ai uống trúng cái ly mà có lạp dưỡng với trứng muối mới được hưởng 3 con gà nha. Mời cô ba. Mình chơi đâu vậy? Ê, rồi mình tập trung cho cô ba uống nha. Có tiền. Rồi tập trung với tiền nữa. Ngon. Chúc mừng cô ba. Lạp dưỡng chứ muốn. Mà buồn hủ của ba lại luôn. Đúng rồi, 3 con gà lận. Nếu mà uống trúng nó đi, có mùi lạp dưỡng trứng muối là sẽ được 3 con gà. Nghe mùi lạp dưỡng hả? Ừ, tại vì cứ bỏ cái việc bỏ lạp dưỡng nó muốn chóng mà. Cái này là 35 nghìn. Có 10 ngàn nè. Nè, như đây được không? Được. 70. Cho mỗi 60 đi. Mỗi 60 thì hồi trả 100 nha. Mời đi. Ủa đi qua đâu? Đi qua ba đâu vậy? Ô, ly này của mình nè. Trời ơi. Khoan. Khoan, Liêu Ba. Ai đây, Liêu Ba đây. Ba, đã kèn uống à. Kèn mới cầm mà chưa uống. Mai. Nhanh lên. Để mình lấy tinh thần cái này. Lấy tinh thần. Cố lên. Chúc mừng cô ba nào mấy đứa. Cố lên. Để đồ ăn ở của mình không tốt đúng không? Đúng rồi, chắc như đậu xui thì các bạn... Do ăn ở. Mình thấy là do ăn ở rồi đó. Cô ba hãy bình tĩnh. Hút khoa làm sao được, đừng thở nha, đừng thở. Nín nở luôn. Nín nở. Xong vô. Xong vô mạnh vô. Cố lên. Cái nữa con không ngon thì không có đâu. Không có đâu, có tốn gà. Ủa gọi gì vậy chứ? Chứ gì ta ghẹo dơi thôi. Chú này cũng háo ăn nha, đấy ba con gà là làm luôn đi chơi gì tương lai đàn con cháu. Ở chơi này ghẹo thôi nha các bạn, không có bỏ làm sưởng trứng muối gì trong này chưa á. Ai nhưng mà cũng biếu hết trơn à. Hồi hộp muốn chết luôn. Thầy cũng chết chứ. Đi chú Việt ai. Con lộn xạ chứ hả. Nãy tại chú Việt chạy lên mấy giờ mưa. Thôi chạy lên mua mấy ly trà sữa, kẹo mấy đứa chơi. Vui dữ chưa. Vui. Cái trên độ vui này cũng đây có độ vui nè. Chưa có chưa. Em xíu nữa là tụi con có gà rồi, giờ không có gà luôn. Thôi để chú về chạy đi đặng. Bỏ chú đây là chú muối vừa thiệt. Xin một cây lạp dưỡng với chú muối đi. Chạy đặng luôn. Rồi, nổi luôn. Giận hết rồi. Cháu Diệp, giận con hại thật. Giận đi bé cho mà giận. Làm kia hồi nãy cũng gì Ken á. Cũng uống cho ha, uống hết đầu. Làm chuyện bút. Uống hết trào, uống ngâm cứu rồi. Ồ, cái này là đẹp quá trời luôn nè, sáng quá trời luôn.
quá đã luôn. Con xèo đây. Chú là đâu gắn vậy? Nói có ai áo trắng trong nhà cầm mấy giờ cửa nhỏ vậy? Ai áo trắng? Chú Việt áo trắng đỏ mà. Nè, chào ra chú Việt đụng nhẹ gì con ra. Anh, hồi áo đỏ có điều nữa, chú áo trắng đỏ gì á, đuổi chú đi ngoài cho anh. Ây da. Hồi nãy cá đông lắm đó con. Rồi cái này có chanh rồi sashimi gì? Bồ tạc. Ăn được. Thôi ăn vậy chứ gì không ăn, phải mình không bỏ vô chiên lên đi bỏ đây rồi. Là bà con đi nguyên đoàn luôn hay là khách bình thường không? Bình thường đó, đông lắm hả? Trời quá đã luôn. Cuối mạng đúng không? À cô chú Việt Kiều cắt hai tăng chị nghĩ đi bà đó chị đã quay một lần rồi thì lộn hai lần rồi. Chú Việt quay cô đó hai lần rồi. Cô Liên sai hả? Là ở Việt Nam mình luôn. Cô à? Cô nổi tiếng về hát cải lương. Cô Vân Hà. Đúng rồi. Yeah, không đậu đúng rồi. Ủa cô Vân Hà đi với ai? Đi với bạn của cô. À. Ủa vui dữ chưa? Tôi bị sai rồi, vui dữ chưa? Bánh xèo ơi. Hát gì mà nghe chú cho gì. Dạ thôi không phải. Làm cho bánh nó giật mình. Ừ giật mình rồi. Say sát như vậy. Cho lên gặp mà. Gì vậy? Chứ là họ thuốc đi quê á. Nãy chị cũng bữa đang cười, nãy chị cũng quê á, léo được á. Nói vụ gì? Làm tao ta mượn chết ba em. Có ba ăn gạn rồi. Có ba gạn. Đúng rồi, có ba ăn gạn rồi chứ gì. Vậy có cuộc đâu có ai xui đâu mà có gà. Chú Việt nói là người nào bị xui kìa. Mà không ai xui chứ, vậy là ai cũng hơn. Có bởi là sữa đâu mà xui. Thì bởi vậy chú Việt vẫn chơi mà, chứ không lẽ chú Việt bỏ vô thiệt rồi lỡ uống vô rồi ấy thì sao? Tới không chị không? Gì vậy? Mất cười. Tự nhiên mất cười. Nhìn mặt chú Việt mất cười lắm hả? Đúng rồi chú Việt, đúng rồi. Dễ sợ. Cái sữa tươi này lại lắm nha anh Việt. Hay nó béo ngon mà. Khác lại có nó lát cái mang đá lạc. Không hỏi lạc. Không biết. Ý là tay chúng đá thì bị lạc. Đúng rồi. Tranh thủ uống đi. Trời ơi. Mang lát tay mang. Uống đi cho béo mèo mèo chứ lát mang đá đâu béo nổi.
Cái này chứ gì nào? Dạ đúng không? Nãy cái gì đó mà. Rồi có nãy để cái này cái nãy có để cái này nó lấy đi liền cái này bé mới để rồi. À vậy để bán nữa. À, đúng rồi để cái gì vậy? Ngon mà, của tôi nó ngon mà. Của tôi nó ngon mà. Cái gì vậy? Đứa cầm đầu đây. Mấy bạn nhớ nha. Trời ơi đứa bạn. Đứa Việt nhớ nha. Còn mũi gì ớt cơ mà. Nhớ đứa của em nha. Vui không? À, vui lắm. Vui quá vui luôn. Vui mà không cười luôn. Cười là cái chủ đó. Nhớ nha. Con sẽ nhớ cái gì? Nãy giờ đây. Lần nữa review cho mà cũng không biết. Cũng không biết làm cái gì review. No. Nãy có cái gì để nói chuyện bên hả? Còn con lấy gì đưa cho qua. Rồi bà bỏ muối vô á. Cho tôi quên để cho gì. Thì cứ... Ủa nè, không đánh mặt ai. Không đánh mặt ai. Nhớ đi, làm sao mình sẽ bỏ là lập tưởng chứng muối vô thì. Để cho bạn... Ê, ba mẹ về. À, có mèo đi nữa hả? Hello, ngồi bà nội. À. Hello, mèo. Hỏi em Việt uống trà sữa ngon không? Hả? Nãy em Việt đó dám dám cho tụi con mẹ kêu này trong đó sẽ có một ly có trứng muối đúng không? Sao mà uống không có ly nào có trứng muối đó? Nên là con tạo ra một cái trứng muối cho anh chị là con lấy muối bỏ vô. Mẹ mở cam mà mẹ thấy thì chú Việt vô từ đầu rồi sao? Sao? Mẹ chưa thấy cái khúc này đâu. Khúc này là cái khúc mà anh Việt nói là có trứng muối mà chắc là không có trứng muối nên là con tạo một cái muối cho anh Việt. Con bỏ nửa cuốn muối vô ly trà sữa con gì uống? Hay quá trời. Không vô. Tao lỡ đó mà. Hay thiệt, tỏi lúc nào chứ gì không hay ta. Phải nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân. Đâu ba ca tây. Hãy đợi đó. Ôi trời ơi, anh cháu luôn nha. Vui không? Dạ không, buồn cũng buồn lắm. À. Mà buồn cũng đâu sao vui. À đó muối giỏi đúng không? Thả nó lên nguyên một. Ba qua bỏ hết nửa nửa hũ. Gì nó dữ vậy? Này nhìn nó mặn quá trời. Cái màu trà sữa, cái màu đỏ. Không, bỏ vô nhìn đi. Chiếc giường đó của cô ba đó. Vô dọn chiếc giường với bạn. Trời quả gì đây. Ba từ gì nó có chi đâu, ba đi nó ngồi luôn cái giường á. Coi cam thấy trơn khỏi lo. Có chi cái nào đâu, trời cam con thấy là trái nhận nữa. Cam ở trên này nè. Về đó, đó. Ba cái nó mặt nó nhăn như vậy. Trời ơi, giờ con nghe. Con về đậu chú Việt thì chú Việt không có bóp con chứ con về với cô ba thì chút xíu con bị bóp liền. Bởi vì con chọn đội của cô ba là con sai rồi. Đâu chọn đâu, nhưng mà cô ba chơi với Việt nhiều bộ.
chơi chơi với chị cái gì nói gì vậy? Cô ba là đầu não tròn. Mưa rồi con xèo đi. Ông nội bà nội về chúng ta im lặng là vàng. Đó, đó, đó rồi. Ngày anh hết đó mà ơi. Cái gì đúng rồi. Bây giờ Kiệt nè, Ken nè, Mèo nè, chăm anh ở trong nhà, chăm em rồi. Cô ba là ông nội thấy đổ trà đổ bánh xèo rồi. Còn ông nội coi cam thấy chú Việt mới lên tới rồi, còn lại có mình con à. Đúng chưa, chú Việt không thích đúng chưa? Đúng rồi. Vì là đó, ông nội gì không bảo bài đâu. Tao, còn mình con là con bài đó. Con bài ai bài? Ủa mà ba ghế, cô đâu còn hết ba ghế không? Đó là chiếc nhưng mà khách vậy hôm nay cũng còn ghế gì đâu, còn đúng đối chẳng chị. Tới công chuyện luôn. Ba mở cho con vô thử. Hả? Ba mở cho con vô thử. Ba mở cho con vô thử. Thôi khách luôn, khách luôn, khách luôn. Sáng đây hết vô, rồi vô nhà luôn hả? Cơm rồi. Khách nữa, khách nữa, khách nữa. Khách tính bơ, khách bà nội không đâu. Đâu khách rồi. Mấy cái luôn chị ơi. Khách, khách bà nội đâu. Cô hôm trước giờ này mới ăn nha. Trời ơi, đã quá. Nào à, bánh canh bột gạo chắc thịt vịt. Rồi giờ nào là cua. Bánh xèo đi. Chú gì cũng có ăn bánh canh bột gạo nữa. Ăn online á, ăn hình con gửi á. Ngon quá trời ngon luôn. Trời. Bên xèo lên. Này cắt bên đường, cắt bên đường, cắt bên đường. Hy vọng là bánh xèo. Rồi cơm chay rau. Nghe cái thịt đó con.
Đường này đó. Đây là ở đường quốc lộ Chú Việt nha. Nha cái gì nó cái cái liên nó hay, chúng ta tự bên nó mà nó bay lên bạn thiên nó ngồi hay luôn. Lẹ thì mấy gái luôn cô ơi. Hai cái mang về luôn bà nội ơi. Bòi khách bên kia luôn. Bà này mỗi lần mà bà mua là ở bên trường con á. À. Đang học á. Cô ơi, bà mua mấy cái cái nữa. À. Bà trường trường của con đang học á. Dạ. Đâu có gì bông. Tinh thiêu đâu có đâu ta, đâu có đây gì bông. Nó mua trong trà sữa về luôn mà. Mua tiệm trà sữa cái bên mình nè. Bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo đưa. Cái bài bà Phượng. Cái bài cô. Còn hai cái thịt của chị gái bên này. Kem cái đầu hết cái đầu mát mẻ luôn ha. Cái đầu đã không? Ai coi chừng rớt rồi con. Bánh của con tưởng tôi Chú Việt uống chứ. Chú Việt không biết rồi nha. Đây. À cảm ơn ạ. Mấy cái luôn chị ơi. 5 cái bán về luôn mà nói không. 5 cái, 4 cái của chị kia bên kia không? Không biết mấy cái nữa. Lên giao 2, lên giao 3. Bye bye Ken. Nè còn 10 ngàn nữa mượn đi cho chẳng 70. Ăn đây mang về chị ơi. Ăn đây hả? Dạ. Ăn đây chú ơi. Đợi đợi xíu ơi. Rồi chị chạy vô nhà giùm em luôn. Ui 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 trời ơi. Bên này của chị này 5 cái nè, bịch 2, bịch 3. Bên xèo đi. Coi lên rồi, lên luôn rồi. Ok ok. Thịt của ai nói không? Thịt của cô bên đó luôn ha, cho ông nội. Hai cái thịt.
của chị Giáo Xanh á. Chào đây. Chú đã chạy ủi, cô đã la quá trời. Kem đi chơi hả? Ở trời mưa mà cũng đi hả? Vậy hả? Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. À, kem mấy ngày nay em đi học. Nhưng mà có thể kiểm tra tổng quát coi làm sao? Dạ, bây giờ đi đó. À, cô bị thấy nó vô sáng nó đi học bình thường. Chưa cái nó nóng lên. Sốt. Nó ngủ luôn, nó không ăn, nó không ngủ, nó không biết sao. Mà nãy nó chơi với con thấy khỏe lắm, bình thường lắm. Kỳ vậy ta. Tao kiểm tra tổng quát thử coi. Mèo luôn hả? Trời ơi. Hôm nay trời mưa mà ok na nha các bạn. Mưa nhỏ nhỏ bà con thèm bánh xèo quá trời luôn. Lên chảo kìa, không kịp rồi. Yeah,
chào đi. Chú qua xe đi, con mang qua cho. Con vô bà tí chú Việt mang qua cho. Tại chú sợ kẹt xe. Bánh xèo đi. Dù đó của ai hả? Cũng hay quá ha. Nhưng mà coi chừng nước nó nhiễm ngược vô trong này là tới không chịu luôn nha ông nội. Lên bọc Nguyên ơi. Nhưng mà nó bị cúp dưới này nè ông nội, nước nó sẽ chảy vô trong này á. Công chuyện luôn rồi, xe lớn nó đổ vô nữa, quá căng. Đủ chưa, đủ chưa? Cái nữa hả? Rồi chú tới nữa rồi, là còn thiếu 10 ngàn nữa phải không? Rồi rồi, gói vô đi, chú Việt mang qua cho. Thêm 10 ngàn nữa đủ. Rồi chú chạy đâu rồi? Hỏi chú đâu rồi? Các chú quay lại quá. Tại kẹt xe quá rồi. Này con để ở đây đi, chút chiếu chú quay lại. Ấy chú đi bộ lại kìa. Dạ đây. Cậu lòn vô tay con nè. Rồi con cảm ơn nha. Tiền nè con. Bánh xèo đi. Chết rồi. Lại hai bỏ lại đó thì quay lại. Chú ngồi ghế nè. Chú thì chờ đó là chờ luôn đi. Ở lại chờ đi con nè, nói cho. Xui quá xui. Đó, đó đi lấy đồ ghế nè, con ngồi ghế đi. Xe đậu đâu ta? Ở nhà tử á. À, không sao. Nè con quét cái bọc đó vô, bỏ vô sọt ghế đi con. Ra ngoài hả? Bánh xèo đi. Bật bật hai cái hay ba cái gì á? Hai bật ba cái gớt, bật ba cái. Thôi được rồi, lấy. Sao dễ? Lâu lâu bị xui mà không sao không sao. Rớt ba cái hả? Dạ. Dạ đây ba cái. Thôi đi Hà đứng chịu đây nào, kéo đồng. Đây đây con chịu cho. Rồi chịu rồi nè, chịu rồi nè. Cái đó là mấy cái hả anh?
Dạ, dạ, đây, 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 đây. Ba bánh. Ba cái. Bánh xèo anh ơi. Chế hay quá ha. Bánh xèo đưa. Đây, một cái nữa đủ. Mình về xa không anh? Hả? Về tới nhà xa không? Mình tới gần đây. À dạ. Ở gấp còn gấp thêm. Dạ đúng rồi. Đang gấp gấp thêm. Thiệt là cái tình. Rồi đây gấp tối luôn tối. Thôi xong. Lên bánh là xong đủ luôn. Gấp quá. Hơi gấp. Dạ, tại chú đi xe lớn nè. Nên là cũng chờ chạy xe mà. Dạ đúng rồi. Buổi chiều giờ cao điểm. Dạ. Anh đang gấp mà còn gấp hơn nữa. Anh mua 5 cái ra tới cái bịch đó gớ hết 3 cái các bạn. Xong rồi bà nội kia chờ chút xíu bà nội đổi cho, anh cũng có cho tiền nhưng mà bà nội không có lấy. Bánh xèo đi. À còn 21 bánh hả? Dạ. Xèo đi. Ổn không? Nội con thấy nó nhiễu mấy giọt luôn nè. Này nè. Lấy khẩu trang cho bà nội luôn ơi. Ủa là bên trong đổ bánh cho bà nội. Dạ.
No, 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 no. Con uống dùm chú gì đi. Thôi con có rồi, uống thì nó béo không? Béo đâu, béo. Uống một ly không có bị béo. Không, uống 2 ly mà. Ý đó là uống gì một ly á. Thì là 2 ly là béo. Không béo, cái gì đảm bảo luôn. Béo là chú Việt gì ta. Cái gì con cũng nuôi cho. Chỉ mặt thôi. Bánh xèo đi. Dạ, em từ từ bà nội em cứu lại. Trời mưa nó hơi ướt rồi này. Chi á hả? Bán Là mấy giờ bà nội lên? 10 giờ tối á hả? Ồ, cao lỡ rồi, không ở dưới một đêm chơi với mình âm bà cố một bữa. Quá ha, thấy trời sáng sáng rồi nè. Con là này nè. Hai con coi trong đồ bánh cho cô chú đi nha. Mưa lớn thì nó ướt, mà mưa nhỏ nhỏ cái nó kích kích. Nó khó chịu.
một cái nữa luôn. Dạ ủa kem đi khám bệnh là bệnh viện nào ta? Ủa từ đây chạy về như Đồng Hai. Dạ. Dạ. Trà tan bình thường này là tự nhiên nó sốt không mà nội? Tỉnh đi, nó tỉnh lại hoài luôn á. À, tại nãy con gái con thấy bình thường nè. Cái đầu tối nó làm, tối nó còn sáng đi nó ngủ. À. Nội của em cái đây nội. Bánh xèo đó. Chảo của bên ông nội nó khói quá trời luôn, khói ra nước mắt luôn. Đang luyện công nữa anh. Bánh xào đi. Bánh xèo đi coi, lấy bánh xèo đi. Đây đây, anh nè, anh nè. Bảy cái luôn anh ơi. Bốn cái ơi. Bốn cái luôn. Đợi chút xíu anh nha. Trời ơi, anh đợi chút xíu nha, không cản nha. Dạ. Anh không gấp là ok liền. Vô trong nhà ngồi luôn nè anh. Lên một đi ơi. Bánh xèo đi. Cúp ngang hả? Cũng được. Ok à. Thì khi nào đông mình mới sử dụng hai chảo đó thôi. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Để đông mình bắt lửa lên khách khỏi chờ chứ nó chờ nóng nữa. Dạ. Bột lên tới luôn. Rồi, khách luôn, khách luôn. Ba cái nha chị. Ba lấy bịch rau ba cho cô rồi con. Chứ bốn có rồi.
sắp về. Bánh xèo đây. Trăm tư anh, có mà nội 7 cái, ổ lộn 4 cái. Trăm tư. Nói tiền luôn. Rồi đây em. Rồi 60 luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình. Rồi, bye bye các bạn.